Chào toàn thể anh em yêu thích đồ gỗ mỹ nghệ trên cả nước nhé. Hôm nay lên hình cho anh em tất cả những mẫu sập được yêu thích nhất từ trước tới nay. Những mẫu sập ngồi đó là sập mai điểu, sập trơn chân quỳ, sập phúc nho. Và đi chi tiết cho anh em một đôi sập gụ ba bông. Đôi sập gụ ba bông hàng có sẵn tại xưởng. Kích thước của em là 2m2, 1m8. Đó là kích thước truyền thống. Dạ cổ liền vai, hàng lục lạc không tâm không tim, phản mặt hai tấm, khuôn tranh 10 phân, ván 3 phân. Và một cái lưu ý về giá cho anh em khỏi thắc mắc là tại sao một số cơ sở sập gụ giá rẻ một cách giật mình, không đúng trên thị trường từ trước tới nay. Và đó là những bộ sập tuy giống nhau về mã, mẫu mã và kích thước nhưng mà chất lượng là bằng gỗ dâu, gỗ gụ Nam Phi. Đó không phải là gỗ gụ chuẩn. Gụ chuẩn của chúng ta là gỗ Lào, gỗ gụ Cam như mọi người đều biết. Đây xưởng của em là sản xuất là gỗ gụ Lào, gỗ Cam 100% nhé, anh em lưu ý nhé. Giá của bộ sập ba bông này, giá của em nó là 35 triệu mộc với kích thước là 2m2, 1m8. 2m2, 1m8, dạ cổ liền vai, chân 24, mặt khuôn 10, ván 3 phân. Anh em yêu thích liên hệ số điện thoại. Xưởng sản xuất tại xưởng sập gụ Minh Hướng, số 66 đường sắt La Xuyên, Nam Định. Anh em kết bạn Zalo để chiêm ngưỡng thêm nhiều mẫu mã và cùng giao lưu.